Xin chào mọi người, đây là một thuê bao cũng khá là khó triển khai này. Thuê bao này là lâu lắm mới triển khai một cái thuê bao khó như này. Thuê bao này thì cách xa tủ cáp nữa mọi người, hơn 300 m. Hơn 300 m, hôm nay thì trời nó mưa nữa chứ. Ở cái đầu tiên cái điểm này thì nó cũng khá là dễ đi. Tí nữa mình sẽ buộc, mình sẽ gắn lên cái như này thôi. Đó. Ở chỗ đoạn này thì khách hàng họ trồng cái cột cho nên triển khai nó cũng đơn giản, nhưng mà tí nữa cái đoạn bên này nó lại băng đường Hồ Chí Minh, lâu lắm mới triển khai cái thuê bao nó xa, tương đối xa như này. Mấy hôm nay trời mưa nên khách hàng rục mãi rồi, hôm nay nó ngớt một tí thì triển khai. Cái thuê bao này là thuê bao ở huyện khác anh em nhá. Ở đây mình đang ở địa bàn khác rồi, không phải ở trong huyện nữa. Căn bản khách hàng này là người quen, với lại tí nữa mình sẽ lắp camera cho nên là mình sẽ lắp luôn cái wifi. Bây giờ là phải chui cống. Chui cống. Câu lại cả bên đi. Chui cống xong băng đường. Để xem. Đây hình như là cái dây của quân đội. À nhưng mà họ trốn mất rồi. Này trốn mất rồi. Họ trốn mất rồi anh em ạ. Bắt buộc là phải đi theo cái đường cáp thôi. Đi theo cái đường dây điện của khách này. Mưa như này nó khá là trơn. Vâng. Vâng. Vâng, để tí em bảo anh Diệu nhận. Vâng. Chà, nặng lắm anh em. Cầu lại cái bên đấy đi. Cầu ơn đi, nếu mà kéo rôn dây cho anh. Thì nặng. Này đi. Ở đoạn đi thôi. Vừa băng đường, vừa băng rừng. Ở đây nếu mà một người thì cũng kéo là khó đấy. Một người kéo rất là khó. Hai người kéo nó dễ hơn, bởi vì cái này là nó đoạn bên kia là nó cua.
Đấy, bằng rừng, bằng rừng che trước các kiểu. Cái thuê bao này thì mình chỉ kéo một lần thôi anh em ạ. Còn bảo hành bảo trì là bên huyện khác họ bảo hành bảo trì. Về cơ bản nếu mà ban đầu mình kéo ngon thì ở bên này họ cũng không phải bảo hành bảo trì mấy. Nói chung là cái cột kèo này thì rất là tốt, khách hàng họ đi rất là tốt. Tí mình đi thít qua cái đường dây này thôi. Cơ bản thì nó cũng hơi xa. Ở đây họ có chặt tre thì cũng hơi căng đấy. Mấy anh em ở huyện khác thì tự nhiên lại được một thuê bao. Có mỗi cái khu này nó cũng hơi khó kéo. Khu này nếu mà dân họ có chặt tre thì cũng rất là nguy hiểm đến cái dây này. Hôm trước có cái tuyến cáp đứt, dùng cái kìm xanh kia, kìm 200.000 đấy anh ạ. Lúc mà thang nó rụng xuống, mất luôn cái kìm, mất luôn 200.000. Từ đây cách lên khoảng độ tầm 150 m nữa. Hôm nay hai anh em đi kéo, cái thuê bao này phải hai anh em đi kéo. Bởi vì tư vấn viên khảo sát qua này là bảo là 400 m rồi, nhưng mà cái thuê bao này chắc nó không đến 400 m đâu. Chỗ rừng keo nó cũng hơi căng anh em ạ. Căng nhờ. Lúa sao quá luôn này. May hôm nay trời nó tạnh.
đi qua rừng keo như này thì cũng nó cũng tương đối an toàn. Mỗi rừng tre thì nó hơi khó. Cái kìm như này nó khó ném lắm. Kìm này căn bản nó nhẹ quá, ném nó hơi khó. Nhớ kéo con ghế dây qua anh ơi. Bên này là hộp anh ạ.
Ây à. Alo. Ờ. Anh không? Máy lạc thủy cơ. Ờ. Có ông rượu khu đấy mà. Cột này mà sang nó hơi căng nhỉ. Cột này là cột của ấy. Cột này cột bưu điện. Từ cột này sang này 10 20 30, 10 20 30, 40 mét đi. 64 này. Sáu tư ba mươi, 34 mét. Mười ba đồ. Xa phết anh em ạ. Cũng phải hơn 400 mét đấy. Kéo như này là biết. Ờ, đeo thang lên. Thank you.
Những cái điểm mà đi vuông góc như này thì phải dùng hai dây bện anh em ạ. Bện cáp theo hai hướng. Cô đi. Ai từ nó một cái sọp xẹp này. Nè phê lâu chui cả. Đỡ cũng đỡ thế. Bờ cột nị. Cho dây này đang đi. Vừa đang kéo dây thì trời nó mưa. Bây giờ ngồi chờ hơn một tiếng thì trời nó đã tạnh, tạnh hơn một tí rồi anh em. Tranh thủ cái lúc mà nó đang tạnh như này thì đi chốt dây. Không tí nữa trời lại mưa thì lại không làm được. Quá căng. Vậy thì trời nó không mưa thì triển khai nó cũng đã xong từ lúc nào rồi. Bây giờ thôi, tranh thủ chốt tạm đi đã.
Thời tiết hôm nay, mấy ngày hôm nay thì nó mưa liên tục cho nên khách hàng thì cần. Kéo hai người nó mất tầm hơn tiếng. Nếu mà kéo một người thì chắc là mất cả buổi mất. Căn bản là lúc nãy là kéo dây mất rồi, cho nên là không thể bỏ ở đây dưới này được. Bỏ dưới này sợ mà dân người ta đi qua ấy, gây mất an toàn giao thông, cho nên là thôi phải tranh thủ để chốt luôn đi. Hả? Cái chi cầu? Ờ. Đi lấy xe anh.
rất là trơn mọi người ạ. Ở đây thì mình sẽ thít theo cái dây điện họ này, dây điện của khách này. Cầm cầm cái dây này mà lên tí đi. Cầu Linh Linh đang Hồ Chí Minh á, mà cha em nó mà cha xuống. Xá xá rơi xuống khi mà kéo vô thì. Cầu Linh mà kéo về đi đấy. Đâu ở bên nào? Cầu cứ Linh câu đi, đi đeo lên Linh mà đi hối xe đi là. Cái dây thuê bao này thì anh em lưu ý khi triển khai mình sẽ, nếu mà để an toàn nhất ấy, thì sẽ phải đi theo cái đường dây điện này để nó đảm bảo được cái, chẳng hạn như cây tre có chặt ấy, thì họ cũng phải để ý họ theo. Đây sẽ chọc theo cái đường dây điện của nhà khách. Cậu Đông ơi, cậu Đông ơi,
Ở chỗ này thì lúc nãy không để ý, treo qua cái dây này. Đây là thuê bao mà gọi là băng đường lội suối ấy. Mất thời gian thật. Triển khai được một thuê bao này được 70.000 mọi người nhá. Thuê bao gây cấn phết. Đồ đạc đã ướt hết rồi. Đây sẽ phải dùng một cái dây này, dây mồi, gọi là dây mồi. Mình sẽ buộc dây vào đấy, xong tí nữa thít lên đây. Chỗ này rất là trơn anh em. Mồi để kéo này lên cái thành trên kia. Cầu đi đâu rồi? Hay cái anh báo Linh câu đi mà kéo dây đấy. Nước mưa nó vào cái lăng kính này.
Chỗ này phải có một người ở trên kia kéo. Một người ở trên kia kéo thì nó mới qua được đoạn này. Ui, vừa hôm nãy trời đã mưa, nước đã đầy như này rồi. Lúc nãy còn, ui, bây giờ sâu lắm rồi. Ướt hết cả quần. Cầu kéo bên này mới cái kéo cái N kéo căng căng dây lên đấy, kéo hất lên hai. Cậu Liên đâu chưa? Đồng đồ 2 nào, chuẩn bị. Kéo mệt hai. Cầm cầm chắc chắc mà là. Nào 1, 2, 3. Kéo. Được rồi, được rồi. Bây giờ sâu lắm anh ạ. Đấy, đến đầu gối rồi. Đầy toàn như kiểu bãi rác luôn. Rồi cầu cầu đi với ông kéo với hết đi. Đưa đây đây.
ngay bên kia là đến nhà khách rồi anh em nhé. Cái gì anh? Dạ. Tân Phúc á? Đa Phúc á? Tam Trúc à cơ? Phải vòng lại đấy ạ. Đi Hà Nam gì ạ? Phải vòng lại đấy ạ. Bây giờ đi lên đất Hòa Bình rồi. Đây là đi Thanh Hóa rồi. Vâng, anh vòng lại anh đến cái chỗ cây xăng ấy. Vâng. Đây. Cái cuộn cáp lúc nãy nó ít nước mà bây giờ đầy hết rồi này. Khá là sâu nhá, đoạn này sâu lắm. Thít theo cái đường dây này cho nó an toàn. Ăn chưa? Cái gì đây? Cái gì đây? Đây, bao nhiêu mét? 352 các bộ. 352 mà cuộn lúc nãy là tròn 400 rồi nhá. Cuộn đấy là cũng là 850 mà, hình như 850. Ui, đâu? Đâu? 500 mét chứ. Đây là 352. 852. Đúng mẹ, đúng 500 mét. Ui, xa nhỉ. Xa thật đấy. Cuộn này là cuộn mới luôn. Rồi rồi. Tôi rồi, con chị em